dự án Tiến Lộc Garden hiện tại là sao? Thì em Tuấn xin kính chào quý cô bác anh chị. Thì anh chị và em Tuấn cùng nằm trên con đường đường Bà Ký hay còn gọi là Hương Nộ 12. Thì bên phải quý anh chị là trường cấp 1 Long Thọ mới được xây và dự kiến là tháng 9 năm nay sẽ đi vào hoạt động và chiêu sinh ạ. Dạ, và phía bên tay trái quý anh chị là ký túc xá Hưu Sung dành cho công nhân viên và cho kỹ thuật người Hàn Quốc ở và làm việc tại đây. Và bên tay phải quý anh chị là những cái cửa hàng kinh doanh buôn bán. Thì trước mắt quý anh chị là dự án Tiến Lộc Garden, chúng ta chỉ có đi qua cây cầu Bà Ký thôi ạ. Dạ, rất gần. Dạ, thì anh chị cũng có thể thấy là dự án Tiến Lộc Garden em nói sơ qua thì với tổng diện tích là 25 hecta, nằm ở vị trí Nam xã Long Thọ. Và nội hình thì gồm có nhà liên kế, biệt thự, căn hộ và đất nền. Dạ, thì đây là những thông tin cơ bản. Chúng ta sẽ đi sâu vào trong để xem là hiện tại đến tháng 5 năm 2023 thì dự án Tiến Lộc Garden đã thay đổi ra sao và đã chuẩn bị có sổ chưa. Chúng ta cùng vào để khảo sát với cùng em Tuấn nha. Dạ, thì trước mắt quý anh chị là cái quán cà phê do bên công ty và dự án mở ra để phục vụ cư dân trong khu vực này. Anh chị có thể thấy là những cái căn shop house rất là đẹp với phong cách tân cổ điển. Dạ, khá là đẹp so với các dự án xung quanh. Dạ, thì đây là cái khu bùng binh mà dự án làm. Và bên phía tay phải quý anh chị là một cái trường học niên cấp. Tuy là cái trường học mình chưa được xây nhưng mà thời gian tới đây sẽ được xây dựng và hoàn thành. Thì chúng ta sẽ đi xung quanh dự án để xem và khảo sát với cái nội giới, cái con đường trục chính là 20m. Trước mặt là hai cái tòa nhà biệt thự. Dạ, với cái tổng diện tích mỗi sàn, mỗi căn là hơn 1.000m², rất là khủng khiếp. Dạ, thì cái dự án này thì được quy hoạch với diện tích là 25 hecta, trong đó chiếm 19,2 hecta, gồm có 523 nhà phố và 48 nô xây dựng biệt thự và cung ứng là 98 căn shop house. Dạ, thì trước mắt quý anh chị là bên trái quý anh chị là cái hai sân bóng. Dạ, mới được khởi công và đã đi vào hoàn thành cách đây khoảng hơn một tháng. Dạ, thì cũng khá đông những anh chị đến đây để đá bóng. Và bên phải quý anh chị là cái trường học niên cấp, trường học quốc tế, và sau này sẽ được xây dựng tại đây. Và cái căn nhà được quy hoạch sẽ là một trệt hai lầu. Dạ, quy hoạch khá là đẹp. Đây là cũng là cửa ngõ của sân bay Long Thành. Sau này khi mà con đường 25C tuyến T1 được xây dựng và hoàn thành sẽ kết nối, và đây cũng là đường ra cửa ngõ của sân bay Long Thành rất là gần. Từ lô đất và từ dự án Tiến Lộc Garden khoảng cách chỉ khoảng từ 10 đến 15 phút là vào tới cổng T1 sân bay Long Thành thôi, rất là gần và thuận tiện. Dạ, thì chúng ta sẽ đi vòng quanh dự án, hết dự án để xem tổng quan từng khu vực để anh chị có cái nhìn rõ và nhận xét rõ nhất về dự án. Và cái mức giá hiện tại đang được cắt lỗ khu vực này thì có giá từ 80m², thì từ 1.750 đến 1.8, 2 tỷ tùy vị trí từng nô. Yeah. Còn đối với căn shop house ấy thì ở mặt tiền đường Hương Nộ 12 thì có giá là hơn 5 tỷ. Dạ, cũng tùy vị trí. Thì đây cũng là một cái dự án rất là đẹp và cũng chuẩn bị được la sổ. Đối với dự án này thì em đánh giá rất là cao, về thứ nhất về hạ tầng,
thứ hai là về quy mô, thứ ba là về tiện ích xung quanh, là xung quanh chúng ta nối đất chúng ta sẽ là kế bên là trường học, kế bên là khu công nghiệp và kế bên là khu đông dân cư rồi. Và cái điểm đặc biệt là sẽ là cái hai cái bờ kênh của dự án kênh Bà Ký đang được xây dựng và nằm dọc trục của dự án mình, thì sẽ là một cái điểm nhấn và sẽ kéo dân cư về rất là nhanh. Dạ, thì em có chụp và quay lại quý cô bác anh chị cũng có thể thấy này. Để ban chỉ huy dự án Tiên Lộc, dạ, đường từ đường Lý Thái Tổ đến đường 25C, dạ.